Cái này đấy, anh em có nhận ra mới cắt bây giờ nó đã như đông rơm đấy. Giờ mà bấm là tròn như cái cây chơi rồi đấy. Nhưng mà lá vẫn đang non. Vâng, đúng rồi. Tưởng tượng sau nó hoàn thiện nó sẽ đầy, nó sẽ đầy như này này. Tất nhiên mình không làm nhanh, mình cứ đẩy dần nó ra. Thì sau cái răm nó đẹp mà nó vẫn ấm bóng. Còn muốn làm nhanh thì chỉ cắt thì nó có bóng ngay. Mình chả vội, mình từ từ. Đấy. Này. À, xem anh uốn cái ngọn này có được không? Cái ngọn ấy thì cần chỉnh dựng nó lên thôi. Con ở bên là anh uốn dẻo ấy. Vâng. Nhưng mà cái này nó nhanh thít lắm anh nhá. Thấy có ngậm cái là tháo ra anh. Bởi nó non này nó nhanh lắm. Đấy. Cây này có khi lại sắp được cắt tiếp. Cứ đen đen là cắt được. Gọi là bán hoàn thiện. Đấy, tay chuột giờ thì rằm này cắt nó sướng nhỉ. Em cái kia chưa bao giờ để được nó to này. Đấy. Sắp tới nó thoát được cái rằm cũ ra thì lọc nó thích. Nó khỏe cái rằm. Tay chuột đây. Nhìn thấy nhận ra tay chuột không? Tay này là tay voi. Đấy. Sau những cái răm của nó khẩu độ nó to làm thích lắm. Nó không bị trột, nó không bị bỏ. Cái thứ hai là khi mà làm để lấy rễ nhánh ra những cái răm tiếp theo nó dễ. Nhìn 2D trong vườn hết. Đấy. Quay đêm các bác thông cảm. Đấy, còn cây này thì có lẽ là nhìn rõ hơn cả. Nó mới được cắt. Đấy, mới được cắt mà đã thế này. À. Đấy, nhìn hở hở tí bệ thì thèm thèm này. Đấy. Này. Ông này. Ông này. Sao nào? Chắc cái sau không lấy cái ngọn ở đấy, cái trong. Cái ngọn đấy là ngọn khác. Cái trong. Trong á. Vâng. Không, cứ kệ. Anh cứ uốn này. Cái đấy nó ở chết cùng mà. Anh cứ thử nghiệm cái này cũng được. Cái này này. Với cái này này. Nhưng anh cứ thử nghiệm, anh cứ để thế cũng được. Sau bỏ đi cũng chả sao. Cái bên cạnh nó. Thử nghiệm biết đâu khi sau cái của anh làm nó lại đẹp hơn. Đấy. Nhìn thấy không? Một cây trực hoành. Rất đẹp. Lại mua ở gần năm rồi này. Vâng, chắc được vài tháng, 5-6 tháng nhỉ. Đợt thì vẫn còn rét nhỉ. 5-6 tháng. Đâu nó tầm tháng 7, tháng 8. Em nhớ đợt đấy nó lạnh lạnh. Đâu. Em về em còn năm mấy rồi. Đấy. À. Nuôi được những cái cổ ngọn như thế này rau cắt nó sướng. Còn tưởng bị bằng ngón tay cái rồi. Như thế này đấy phải có vườn có đất mới nuôi được. Bây giờ đang bên tông rồi. Chứ bảo mà nuôi vôi ban công mà nuôi một cây như này thì hết ban công. Đấy. Hàng mét rồi, hơn mét rồi. Sung ra. Đây, anh em xem cái chỗ này thì nó như là rừng nhiệt đới. Kinh không? Nó hơi tối và với lại nó cũng nhiều lá quá. Nó xanh tốt quá các bạn. Nó xanh tốt quá. Mông to. Mông to này cứ cho bốc thoải mái sao. To thật lực lọc. Đây, và 3 thùng luôn này. Đấy, nhìn đêm thích không? Anh em mua online hay là làm cây đêm
mua cây mà xem ảnh đêm thì phải cẩn thận nhé. Có những cây nó rách dưới nhưng mà lên ảnh đêm nó đẹp lắm. Nhưng mà đây thì thực sự nó những cái cốt rất là đẹp rồi, không phải bàn, ngày hay đêm nó vẫn đẹp thôi. Còn những cái tôi biết nhiều bác mua cây toàn là mua ảnh ban đêm. Đấy, nhiều khi nó mọi thứ lỗi lầm nó xóa nhòa hết, bách viếc nó bết bên bệt, nhìn thích lắm nhưng mà ớ người ra đấy khi mua về. Còn đây thì khỏi phải bàn, đang nhìn đi, phê không? Quá phê luôn. Cứ trò tốt thật lực đi, có thương mại đâu mà phải lo cắt sớm. Anh em bây giờ thương mại nhanh quá, cứ về là qua tay ngay, nhưng mà cắt cái người chơi cuối cùng rất là khổ, vất vả, phải nuôi lại, mà nuôi lại chưa chắc nó này được, rất mệt. Nhưng mà cuộc thương mại thì buộc phải chấp nhận thôi. Đều hai mặt luôn. Này hôm nào quay dăm đẹp. Bảo vệ này quá khủng khiếp luôn. Mỏng dính, thằng hiếm bên, bò trên mặt. Hôm nay mà làm nộ răm ra nó côn những cái đầu này. Những cái đầu nó xòe đều, nó côn, nó không bị thô này. Đấy, những cái đầu rất đẹp. Nó chỉ có trên chậu lâu năm nó mới được như thế. Đấy, một cây mini mà dáng cổ rất là ít đấy. Rất là ít thấy đấy. Hôm nay để dưới chậu tiên lão giáng trần không kém mà vàng cái này đi là để được không mà vàng không để mà vàng. Anh thích kiểu nó không, ý là nếu mà để dưới cái con ý là mà vàng cho giống cặp mà vàng để dưới cây tiên nữ tiên lão giáng trần thì gọi là cháu ông cháu. Đấy, tốc độ phát triển quá kinh, đất Nhật kèm theo mưa nữa, được bón nữa, tốt lắm. Này, xem, toàn những cái cốt rất là đẹp đấy. Cứ cho biến thật lực đi xong hãng cắt. Thời tiết này đang càng để nhiều lá càng mát, tránh bị cháy. Đang nắng khá là gay gắt rồi. Xin. Quá thụ luôn. Con này nó có cái bệ nó cũng bệt. Ngày xưa sửa cái bệ làm cái bệ nó côn lại đẹp thật. Đẹp. Đẹp thật. Nhìn sơ bộ là thấy cái cốt là thèm rồi này các bạn. Thèm luôn. Chật. Cứ sang là bên này là lại phải quay các bác. Mỗi lần sang nó lại một khác các bác. Đấy. Các bác thông cảm, chỉ nhìn được thấy như này thôi. Đấy, cái hình dáng nó là phê rồi. Đấy. Anh em ạ. Đấy. Cái đôi mai này là chuẩn bị ra hoa ở đây. Hơi muộn tí vì cái này bị vặt lá muộn. Bắt đầu ra hoa này. Đôi. Đôi mai chiêu thủy cũng rất là đều. Đây. Bên kia cũng đang chớm nở. Đấy. Đôi luôn. Rất đầy đặn. Xì cổ. Cây này cũng rất tốt, khỏe cây, nó sáng, nó không bị bẩn, nó không bị bí cây. Tôi chăm dưỡng chưa được như thế này bao giờ, vì thứ nhất là mình lười, cái này không gian của mình nó chật quá, không có điều kiện để mà đất cát phân do nhiều. Đấy, tốt quá. Đấy, cứ nuôi thế này thì nó nhanh được chơi lắm, nhanh được chơi, nhanh được cắt lắm. Chơi nhanh cắt. Đây. Con này rất là đáng yêu hơn.
nhiều luôn đấy. Đấy biến chậm thật đấy. Nhưng mà nó ở trong mũ vờ đấy. Con này nó nhất nó là xanh quê, cái thứ hai nó lại được làm răm rồi ấy. Cho nên nó không thể nào nó nhanh như đội kia. Như con này này, nó có răm rồi, nó không thể nào bốc bốc như cái đội mà nó mọc từ thân ra được. Đấy. Cứ thấy lúc nào lá non mà xanh mướt sáng lá này là được. Lá dày. Đấy, con này. Đấy, ví dụ như con này nó mọc từ như thân từ những cành chủ ra, nó nhanh to lắm. Con này. Con này làm sao được cắt cũng sướng này. Sướng tay đấy. Đang trẻ ra một tí đấy. Con thân vệ kinh. Rồi, đấy, nó đang vừa rồi xanh tốt quá, nó đang trẻ ra một tí rồi. À đây. Cái cành này vít vít xuống tí. Nắn nắn, thi thoảng nắn nắn cho cái này xuống tí anh nhé. Cái này phải nắn nó xuống dần dần tí. Nắn rung thế thôi hay là níu luôn? Nắn dần dần xong rồi lúc nào mềm mềm thì anh níu. Đây. Để cho nó dẻo cái cổ. Nó bốc nhanh quá, nó to bằng ngón tay mất rồi. Nó vẫn mềm được. Đấy. Đấy, bằng đấy. Bằng ngón tay út rồi quá. Thích lắm. Đấy. Nếu mà níu thì níu xa ra, xa những cái chỗ chỗ mắt ở trong này ra nhá. Để sau lấy những cái mắt ở trong này này. Đấy, xong rồi níu ở ngoài này, buộc dây thì buộc ở ngoài này. Vì sau này những cái này nó là mất mầm này. Nếu mà buộc tắt ở đây thì sau nó bị mất mầm. Đấy, cái này nó xuống một tí. Phát triển nhanh quá. Cây này sao được cắt thì rõ luôn, sướng. Không, nhiều người ta dâm để lấy cái chỗ người ta đóng hoặc ghép vào. Thì cây cối thì cơ bản nó cũng là dâm mà nên. Ngày xưa từ cành từ hạt mà nên mà. Đẹp. Thấy không? Đấy. Đây, còn hai ông này nè. Ông này thì đang. Con này bây giờ lần này mà làm bông hạ đẹp. Cứ chờ vết nhè đi. Để lấy thêm vài cái rễ nữa. Bây giờ nó thoáng rồi, nó không sợ bị phá đâu mà lo. Sau này mà hoàn thiện đẹp hơn này. Kia. Con ấy nó lùn. Con này cái thân nó đẹp. Con này nó phải cao tầm 45 ấy nhỉ. Con cũng là 40, 42 trở lại. Con kia thì chỉ cỡ 30 thôi. Không được 30. Lùn. Yên tâm quá rồi. Chả có tí bụi nào, sạch nào. Không có bụi. Suốt ngày được xịt mưa lá mà. Nó sạch lắm. Cây cối rất là sạch. Đấy. Ok các bác, chia sẻ các bác lại một cái vườn của anh Trung. À đây, còn một cái cây si này. Cũng hôm rồi mới cắt này, mà bây giờ nó đã nó quá là phát triển tốt. Ở dưới bệ nó đẹp lắm nhưng mà ủ đất nhiều quá. Đấy, hồng cánh sen. Xin hồng cánh sen. Phần mai bên này. Này đang nở. Rất
rất nhiều tầng luôn. Người ta làm rất khéo, những cái cây bé này mà làm rất khéo. Đấy, cái đề rất hay. Một số cây dáng cổ. Nghe. Nghe. Chuẩn bị là được cắt một loạt đấy các bạn. Tất nhiên rồi mát trời lúc nào. Cắt còn cây nào nuôi thì vẫn cứ nuôi thôi. Cây nào có ổn định bông răm rồi thì cắt. Vừa cắt xong cái tán nó vẫn là che được cái thân của nó. Không, cũng không sợ cháy. Rồi, ok, cảm ơn các bác nha. Rất là vui vì cái vườn nó khỏe, cây cối đẹp quá. Rồi, ok. Xin chào, hẹn gặp lại.